Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Cái Hoa đó, ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chính chánh biến chi do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt thân Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sangkhang Saranang Gacchami, Dutiyam Bụt thân Saranang Gacchami, Dutiyam Bụt Thammang Saranang Gacchami, Tatiyam Bụt Sangkhang Saranang Gacchami, Tatiyam Bụt Bụt thân Saranang Gacchami, Tatiyam Bụt Thammang Saranang Gacchami, Tatiyam Bụt Sangkhang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ, mời chị. Bà na ti bà ta huệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi a din na đà na huệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi ca me su mít cha cha ra huệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi mút sa wa đa Huệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi sút ra mê mê ra ya ma ya ba tha đa tha na Huệ ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Dạ con mời. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát gặp niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tín phản án thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con cảm ơn quý con kính cảm ơn quý đạo hữu đã cùng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Sau đây con xin sám hối Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ghê na quanh đệ hăng ba đa banh sung qua ru ta măng bụt thê vô ca li tô đô sô bụt thô ca ma tu tăng mà măng con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh
các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang đê na quanh đê hăng tham măng cha đu quyết tham quá răng tham mê vô cá lý tô đô xô tham mô ca mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang đê na quanh đê hăng sẵn sẵn thăng cha đu quý thô ta măng sẵn thề vô ca li tô đô xô sẵn khô ca ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ, sau đây con xin gửi mic lại cho Nguyên Như ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ xin thay mặt cho đạo tràng sa thú chị Quanh Phan hôm nay đọc kinh rất là rõ ràng và rất là mạch lạc và rất là trôi chảy và rất là hay phải không quý vị? Xin đạo tràng cho Quanh Phan nhiều cái bông hồng để cho Quanh Phan được sắp tấn kỳ sau đọc bài cho lớp nha quý vị. Sa thú, sa thú, sa thú. Và bây giờ tới phần mình ôn bài. Nguyên Như xin kính mời chị Kim Nhung có thể post dùm cho Nguyên Như cái phần tâm tham rồi tới cái phần tâm sân luôn để cho mọi người xin quý vị đọc chậm chậm lại. Tự vì trong lớp có nhiều vị mình đang học đó quý vị, thành ra đọc chậm chậm lại để cho mọi người theo. Khi mà mọi người rành rồi thì mai mốt sẽ có nhiều người giơ tay lên đọc ha quý vị. Dạ em xin mời chị Kim Nhung có thể post bài. Dạ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để cho chúng con bắt chước đọc theo bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm ạ. Dạ mô Phật sa thú lành thầy. Dạ sư xin xung phong đọc. Bởi vì thưa quý vị nhớ Đức Phật dạy đó có bốn hạng người ha, hạng người á từ sáng cho tới sáng. Hạng người thứ hai á là từ 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 tối cho tới sáng. Hạng người thứ ba đó là từ sáng cho tới tối. Hạng người thứ tư á là từ tối cho tới tối nha. Bởi vì quý vị nhớ xung phong đọc kinh nha, để cho sáng sáng tới sáng. Rồi lô phá mút lô phá mua lá chích tá tám tâm tham một so manasa sa ga tăng đích thí ga tá sam ba yut tăng asang kha ri căng tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ so manasa sa ga tăng đích thí ga tá sam ba yut tăng sa sang kha ri căng tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số 3, so manasa sa ga tăng đích thí ga tá vip ba yu tăng a sang kha vi căng tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. So manasa sa ga tăng đích thí ga tá vip ba yu tăng sa sang kha vi căng tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Suy nghĩ xong rồi phải không? Rồi mời vị kế tiếp nha. Số 5. Upekkha sagatang ditthi gata sambayutang asangkha rikang tam tham thọ xã hợp tà vô trợ. Upekkha sagatang ditthi gata sambayutang sasangkha rikang tam tham thọ xã hợp tà hữu trợ. Upekkha sagatang ditthi gata vipayutang asangkha rikang tâm tham thọ xã ly tà vô trợ. Số 8. Upekkha sagatang ditthi gata vipayutang sasangkha rikang
tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ đô xá mú lá chích tá. Số 2, tâm sân đô má ná xá xá gá tăng bá tí gá xá xăm bá yút tăng á sân kha rí căng tâm thọ ưu học phấn vô trợ. Số 10, đô má ná xá xá gá tăng ba tí gá sam ba yut tăng sa sang kha ri căn tâm tham thọ ưu hợp phóng hữu trợ sa thú sa thú. Rồi mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc tám tâm tham. Lô ba mu la chít ta, tám tâm tham. Một, so manas sa sa hai ga tăng, tít thi ga ta sam ba yut tăng, asang kha ri căng. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manas sasahayatang dittiyata sampayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. So manas sasahayatang dittiyata vipayuttang asankharikang. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. So manas sasahayatang dittiyata vipayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. 5. Upekkha sahayatang dittiyata sampayuttang asankharikang. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sahayatang dittiyata sampayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. 7. Upekkha sahayatang dittiyata vipayuttang asankharikang. Tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Upekkha sahayatang dittiyata vipayuttang sasankharikang. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ. Hai tâm sân. Đồ sa mu la chít ta. Hai tâm sân. 9. Đồ manas sa sahayatang pa ti ya sam pa yut tang asang kha ri kang. Tâm sân thọ ưu hợp phóng vô trợ. 10. Đồ manas sa sa hai ga tang pa ti ya sam pa yut tang sa sang kha ri kang. Tâm sân thọ ưu hợp phóng hỗ trợ. Dạ, con kính cảm ơn cô Kim Nhung post bài và con xin hút xuống mic ạ. Dạ, mô Phật. Sau đây con mô Phật, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài ạ. Lô phá mú lá chít tá, tám tâm tham. Sô má ná xá xá há gá tăng, đít thí gá tá sầm bá yút tăng, á sầng khà rí cằn.
tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Sô ma na sa ha ga tăng đích thí ga tá sầm bá yút tăng xá sằng khà rí cằn, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. 3. Sô ma na sa sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng á sằng khà rí cằn, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Sô ma na sa sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng xá sằng khà rí cằn, tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Dạ, đọc tiếp. Số 5. Ubet kha sa ha ga tăng đích thí ga tá bá yút á sằng khà rí cằn, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Số 6. Ubet kha sa ha ga tăng đích thí ga tá sầm bá yút tăng xá sằng khà rí cằn, tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Số 7. Tam tha ubet kha sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng á sằng khà rí cằn, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Ubet kha sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng xá sằng khà rí cằn, tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Dạ, hai tâm sân đồ xá múa lá chí tá tâm sân. Một, đồ má ná xá xá há gá tăng bá tí gá xâm bá dút tăng á sằng khà lý cằn, tâm sân thọ u hợp phẩm vô trợ. Số 2. Đồ má ná xá xá há gá tăng bá tí phá xâm bá dút tăng xá sằng khà lý cằn, tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ. Dạ, sao con xin hết. Con xin nhường lại mic cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Chị Nhung ơi. Ok, thấy rồi. Dạ, cảm ơn chị Nhung đăng bài. Lô phá mu lá chích tá tám tâm tham sô ma na sa sa ha ga tăng đích thí ga tá sầm bá yút tăng á sằng cà rí cằn, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. Sô ma na sa sa ha ga tăng đích thí ga tá sầm bá yút tăng sa sằng cà rí cằn, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. 3. Sô ma na sa sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng a sằng ca ri cằn, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. Sô ma na sa sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng sa sằng ca ri cằn, tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Upekkha sa ha ga tăng đích thí ga tá sầm bá yút tăng á sằng cà rí cằn, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sa ha ga tăng đích thí ga tá sầm bá yút tăng sa sằng cà rí cằn, tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. 7. Upekkha sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng a sằng cà vi cằn, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Upekkha sa ha ga tăng đích thí ga tá quýt bá yút tăng sa sằng cà vi cằn, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Đồ sa mu la chít tá 2. Tâm sân 9. Đồ ma na sa sa ha ga tăng bá ti ga sam bá yút tăng a sằng ca ri căng, tâm sân thọ u hợp phấn vô trợ. Số 10. Đồ ma na sa sa ha ga tăng bá ti ga sam bá yút tăng
sa sằng cà rí cằn, tâm sân thọ u học phấn hỗ trợ. Dạ, cảm ơn chị Nhung đăng bài và con trân trọng mất lại cho vị kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đại tràng cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Lo Phamula Chitta, tám tâm tham. Một, So manasasahagatang dithigata sambayutang asangkharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manasasahagatang dithigata sambayutang sasangkharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. 3. So manasasahagatang dithigata vipayutang asangkharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. So manasasahagatang dithigata vipayutang sasangkharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. 5. Ubekha sahagatang dithigata sambayutang asangkharikang tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Ubekha sahagatang dithigata sambayutang sasangkharikang tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. 7. Ubekha sahagatang dithigata vipayutang asangkharikang tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Ubekha sahagatang dithigata vipayutang sasangkharikang tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Đồ Samula Chitta, hai tâm sân. 9. Đồ Manasasahagatang, Batikhasam Bayuttang Asangkharikang, tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ. 10. Đồ Manasasahagatang, Batikhasam Bayuttang Sasangkharikang, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn chị Kim Nhung đã phát bài. Lo Phamula Chitta, tám tâm tham. Một, So Manas Sasahagatang Dithigata Sambayuttang Asangkharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. 2. So manas Sasahagatang Dithigata Sambayuttang Asangkharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. 3. So manas Sasahagatang Dithigata Vipayuttang Asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. 4. So manas sasahagatang dithigata vipayuttang sasankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. 5. Upekkha sahagatang dithigata sambayuttang asankharikang tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. 6. Upekkha sahagatang dithigata sambayuttang sasangkharikang tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. 7. Upekkha sahagatang dithigata vipayuttang asangkharikang tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. 8. Upekkha sahagatang dithigata vipayuttang sasangkharikang
tâm tham thọ xả ly tà phụ trợ. Dạ chị Nhung ơi, chị post một lần nữa giùm em nha, tại vì em không có thấy được bài á, sorry chị. Dạ cảm ơn, em thấy được rồi ạ. Đồ samulacitta hai tâm sân. Đồ manas sasahagatang patikhasam bajuttang asankharikang tâm sân thọ u học vấn vô trợ. 10. Đồ manas sasahagatang patikhasam bajuttang asankharikang tâm sân thọ u học vấn hỗ trợ. Dạ cảm ơn chị Nhung đã post bài. Dạ Nguyên Trang mời đạo tràng. Nguyên Trang kính mời Huynh Giang Nhật Nhất Hạ nè, rồi Huynh Quang Indy nè, rồi dạ kính mời đạo tràng ạ. Dạ con thấy bàn tay của sư Nguyên Thông. Dạ con kính cung thỉnh sư ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin cảm ơn sư Nguyên Trang. Hồng Nhung xin em post lại từ đầu đi Hồng Nhung. Cảm ơn Hồng Nhung. Dạ. Lô pha mù la chiếc tá 8 tâm tham. 1. Sumanasa sahagatang dikti gata sambayutang asankharikang tâm tham thọ hỷ hợp trợ vô trợ. Số 2. Sumanasa sahagatang dikti gata sambayutang asankharikang tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Số 3. Sumanassa sagatang dittigata vipajutang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. Sumanassa sagatang dittigata vipajutang asankharikang tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Số 5. Upekkha sagatang dittigata sambajutang asankharikang tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Upekkha sagatang dittigata sambajutang asankharikang tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Số 7 là upekkha sagatang dittigata vipajutang asankharikang tâm tham thọ xả ly tà vô trợ. Số 8. Upekkha sagatang dittigata vipajutang asankharikang tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Đồ sa mù la chiết tá 2 hai tâm sân. Số 9 là Domanasa Sagatang Patikha Sa Sambayutang Asankharitang tâm thân tâm sân thọ ưu hợp phóng vô trợ. Số 10 Domanasa Sagatang Patikha Sambayutang Asankharitang tâm thân tâm sân thọ ưu hợp phóng hỗ trợ. Sa thú sa thú. Xin mời người kế. Dạ, còn chân thành tri ân chưa bị đó lắm ta nghe. Dạ. Dạ mời Nguyễn Như 11. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã đọc bài và dạ, sa thú đạo tràng. Hôm nay mọi người đọc rất là hay và rất là rõ, rất là sa thú. Quý vị đọc chậm như vậy thì bà con ở dưới nghe rất là rõ và sẽ tập rất rất là hoan hỷ. Dạ, bây giờ Nguyên Như xin mời chư vị cùng với Nguyên Như bắt đầu vào bài học ôn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi tới cái phần của tâm sân. Như là mọi người đã đọc bài hồi nãy giờ, Nguyên Như xin lặp lại một lần nữa là tâm sân thì có hai tâm. Tâm thứ nhất là tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ. Đồ manas sasahagatang batikhasam bayuttang asankharikang. Và tâm sân thứ hai là tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Đồ manas sasahagatang batikhasam bayuttang asankharikang. Dạ, trong như sẽ tuần tự đi qua lần lượt hai cái tâm này để chúng ta ôn lại bài nha quý vị. Cái phần khi mà mình chia sẻ nhỏ ra đó thì cái chữ đô xá đó, đô xá nó có nghĩa là giận dữ, nó là sân hận hay còn gọi là ác cảm. Cái tâm mà được đi kèm với tâm sân hay là tiếng Pali là đô xá thì mà mình gọi là đô xá mù lá chích tá, gọi là tâm có cái nhân sân. Chữ mà đô má ná xá đó
thì cái chữ này nghĩa là không có vừa lòng hay là bất mãn, bức xúc hoặc là khó chịu cũng được. À, không vừa lòng, bất mãn, bức xúc hay khó chịu. Nó là trạng thái của một cái tâm trí xấu hay là một cái tinh thần xấu. Tức là bữa đó mình cái tâm mình mới ngủ dậy nó không có vui vẻ gì hết á. Quý vị có nhớ mỗi lần như khi có buổi sáng ra mình không có cái lý do gì hết, tự nhiên cái mình bực bội trong người, mình khó chịu. Cũng có thể là bữa tối đó cái khí hậu hay là cái hoàn cảnh, cái thời tiết nó không được tốt đó, rồi mình ngủ nhiều khi mình lại bị ngủ không được ngon hay gì kia mình không biết. Sáng ra thì người mình nó bất an lắm quý vị. Thì nó cũng thuộc lại là Domanassa đó, là một cái cảm thọ xấu hay là một cái cảm thọ không có được vừa lòng cho lắm. Rồi còn cái chữ tiếp theo á là Sahagatang á, cái chữ Sahagatang này á là cùng một thứ, cùng một kiểu thôi, cùng chung. Đối với cái cảm thọ không vừa lòng thì nó đi cùng. Rồi cái chữ tiếp á là Patthikha. Patthikha nó cũng đồng nghĩa với cái chữ đồ xá luôn nha quý vị. Patthikha với đồ xá nó giống nhau. Rồi có nghĩa đó là khi mà mình giận dữ, mình bực bội thì mình sẽ có cảm giác như là mình muốn tấn công ai, hay là ai tấn công mình, có cảm giác nó khó chịu lắm. À, ai tấn công mình, ai là không phải là người ngoài tấn công mình, mà giống như là có một cái sự gì nó tấn công, cái sự giận dữ đó, nó tấn công mình, rồi nó push qua push lại sao mà để cho mình giận dữ, mình tấn công người khác. Thường thường mình thường thì mình nguội lắm phải không quý vị? Nhưng mà khi ai có làm mình bực lên đi, mình sẵn sàng á, mình phùng mang trợn má, mình giống như đưa nắm đấm lên, rồi hoặc là mình nghe người lịch sự hơn á thì mình nói, mình gọi là chữ sarcastic á, nói cái chữ đó tiếng Việt dịch là gì hả quý vị? À, sarcastic, nói mỉa, nói móc, nói mỉa, rồi nói xa, nói gần, nói rất là, có nhiều khi là mình nói thấu cấy, hoặc là mình dùng những cái từ ngữ rất là lịch sự nhưng mà rất là chua chát, mình có thể nói làm cho người ta đau đớn. Thì khi mà cái tâm sân đó thì quý vị tưởng tượng như là nó là một cái người đang cầm gươm, cầm giáo, cầm vũ khí, họ họ ngay cả physically họ cầm vũ khí bằng thân, hoặc là cái vũ khí nó trang bị ở trong cái tâm. Tức là tự nhiên một cái người đang hiền, rất là dễ thương, rất là lịch sự, khi mà họ nổi sân lên rồi họ trở thành một cái người khác luôn. Họ có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. À, thành ra nếu mà mình cẩn thận á, thì thứ nhất á, là mình im lặng thôi, thứ hai là mình chạy trốn. Thì đừng có ở trước mặt người ta, tự nhiên ta gặp mình ta sân, mà gặp cái cảnh nó sân đó thì mình đứng gần á, thì mình sẽ rất là nhất là khi mà mình không có đăng sân á, mà cái người đó sân á, thì mình nên chạy trước bảo đảm với quý vị. 36 trước cái trước chạy đối với mấy người dữ là lúc nào cũng chắc ăn hết. Rồi cái chữ kế tiếp á, cái sự khác nhau giữa cái chữ thọ ưu và sân hận là sao? Thì cái chữ đô xá với cái chữ patthikha là nó giống nhau rồi đó. Nhưng mà cái chữ đô mà nó xá đây á, thì mình nói là cái cảm thọ là của cái quê đá na. Cái cảm thọ nó thuộc về thọ uẩn. Nhưng mà cái chữ mà đô xá với lại patthikha đó thì nó lại là một cái tâm sở. Mà có cái gì nè, khi đó mà mình có quý vị đọc vô cái bản niêu lại ha, quý vị có cái bản niêu trên tay mình á, thì quý vị thấy cái phần mà tâm sân nó thọ ưu đó, quý vị thấy nó tô màu nâu, cái bản niêu để tô màu nâu cho mình nè, cái phần thọ ưu thì tất cả những cái nút tròn ở trên cái bản niêu của mình á, thì gom lại đó nó chỉ có hai cái này màu nâu thôi quý vị, bên tâm này nè, bên phần tâm đó nha, bên tay trái đó. Thì cái hàng thứ nhì ở dưới tâm tham, quý vị sẽ kiếm ra được hai cái vòng tròn của tâm sân. Thì chỉ có hai cái tâm sân này là thọ ưu thôi, những cái tâm còn lại không có thọ ưu. Thì khi mà cái tâm sân này mà nó đi với thọ ưu á, thì nó có sân. Mà khi mà nó có sân á, thì nó có thọ ưu. Thành ra khi mà mình nói ở tâm tôi đang thọ ưu thì tự động quý vị sẽ nghĩ là tâm đó tâm sân chứ không có tâm nào khác hết. Ý Nguyên Như nói là cái hai cái mệnh đề trở tới trở lui như vậy đó. Tức là trong sách đó ghi là khi mà mình có thọ ưu có nghĩa là mình có tâm sân. Là khi mà mình có Domanassa đó thì mình có Patthikha. Mà khi mà mình có Patthikha thì mình có Domanassa. Có nghĩa là khi mà mình có ưu thì mình có sân. Mà khi mình có sân thì mình có ưu. Quý vị thấy vậy ha? Rồi khi
mà mình có cái tâm sân ở đây á, thì quý vị đọc vô cái bảng hồi nãy giờ mình ôn đó, nó có chữ tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, rồi có tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Thì quý vị thấy nó đâu có ly phấn đâu, nó đâu có patthi kha vip bayutta, mà nó chỉ có patthi kha sam bayutta thôi, nó có hợp phấn, nó không có ly phấn nha quý vị, nó chỉ có một cái trường hợp thôi. Thì khi mà có một cái tâm sân á, nó đi kèm với cái thọ ưu á, thì hai cái đó nó lúc nào nó cũng đi chung hết, thành ra lúc nào nó cũng hợp với nhau, nó không có đi riêng ha. Tức là đô xá và đô mã na xá lúc nào cũng đi một cặp với nhau. Và sa thú anh lý để là một một correspondence sa thú. Rồi cái phần tiếp theo của cái tâm sân á, khi mà quý vị thấy cái tiếp theo mình đi tới vô chữ vô trợ và chữ hữu trợ ha, thì cái chữ asankhari căn đây có nghĩa là vô trợ, rồi xá sankhari ở đây nghĩa là hữu trợ. Thí dụ như khi mà có một cái sự hận thù, thì một cái người này có thể mình sẽ làm hại một cái người khác, mà khi mà mình làm hại đó, mình đắn đo nè, mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui có nên hay không. Khi mà đắn đo suy nghĩ tới suy nghĩ lui rồi, hoặc là người khác họ kích động cho mình á, thì cái trường hợp này nó gọi là xá sanh kharikan, có nghĩa là khi mà đắn đo rồi suy tính rồi bị người ta xúi giục á, thì cái sự mà hại người này á, nó sẽ có cái trạng thái là hữu trợ, có nghĩa là xá sanh kharikan. Mà khi mà mình muốn vì câu cái sự hận thù của mình mà mình đi làm hại người khác, mà mình tức quá, mình bực quá, mình hận quá, mình làm liền, mình không có suy nghĩ, rất là nhạy bén, rất là lẹ, nó bộc phát nhanh chóng luôn. Giống như là mình ai mà chọc mình giận đến một cái mức nào nó mãnh liệt quá, mình cầm cái gì, hoặc là mình có một người thì có thể là họ nóng quá, họ cầm dao, họ phang đại, họ gặp cái ly hay cái gì trong cái tay họ, là họ quăng thẳng như cái đối tượng, hoặc là họ có súng, họ có thể bắn tại chỗ luôn. Mà cái sự đó bức xúc nó mạnh quá, nó tự phát mạnh quá đó, thì cái trường hợp mà sân giận này á, mình gọi là vô trợ, có nghĩa là á sanh khari căn nha quý vị, tức là nó bộc phát mãnh liệt quá thì là vô trợ. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui khoảng vài phút, 5 phút, 10 phút, hoặc là có người xúi quẩy ở phía sau mình, thì mình mới bắt đầu mình làm, thì cái trường hợp đó gọi là xá sanh khari căn, là hữu trợ. Cái đó là như thí dụ về cái sự hận thù. Tương tự như vậy thì cái sự buồn của mình đó quý vị, nó cũng có hai cái trạng thái là vô trợ và hữu trợ. Khi mà mình buồn giống như đi làm thì mình có thể bị boss mình la rầy, hoặc là mình đi vô trong sở mình có những chuyện, giống như bây giờ Covid người ta không có cho mình đi làm nữa, mà bây giờ một tuần 40 tiếng mình có thể bị cắt còn có 20 tiếng thôi, tự vì cái năng suất hay là những cái hợp đồng xuống, thì mình có thể bị xuống như vậy, mình về mình buồn quá. Rồi khi mà mình buồn như vậy, nó cũng có cái vô trợ và có cái hỗ trợ nữa. Có khi là tự nhiên mình nghe mình giảm giờ, mình không có tiền, mình không có đủ lương mình sống, thì mình buồn liền tức thì. Rồi có khi là mình cũng chẳng để ý gì hết, ồ hai 40 tiếng thì 20 tiếng, ồ ồ boss nói vậy thì ồ, nghe đọc 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 cái thông tin buổi sáng gửi ra thì mình thấy ồ 40 tiếng còn 20 tiếng ha, ok đi về, thì đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà khi mà về nhà thì anh em của mình, bạn bè mình trên đường đi hỏi hỏi nó chết rồi, làm có một nửa giờ rồi làm sao mà đủ sống đây trời, thì lúc đó đó thì mình mới buồn. Khi mà một thời gian sau mới buồn, cái đó là hỗ trợ rồi đó quý vị, tức là mình không có lẹ làng, mình không có buồn liền tức thì, mà mình về nhà mình mới buồn. Rồi còn có những người họ có trầm cảm, họ nhiều khi họ họ bị trong những cái chuyện giống như hai vợ chồng divorce, như thí dụ như vậy, thì có những chuyện rồi mất chớp một thời gian lâu ngày, nó cứ bị áp đảo trong cái tinh thần của mình. Thì khi mà mình bị trầm cảm như vậy đó, có người á, thì trong khi cái thời gian mà mình bị divorce hay là mình bị mất chớp á, là mình sẽ bị trầm cảm liền tức thì. Có những người thì một thời gian sau
khoảng 1 tháng, 2 tháng, cái cơ thể nó bắt đầu nó tiếp thu từ từ, nó gặm nhấm, nó đau, nó nổi sân từ 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 trong cái tâm của mình đó quý vị. Thì nó mới bắt đầu, nó cũng có hai trường hợp như vậy là Asankharikang và Sasankharikang. Rồi còn khi mà mình tức giận những cái chuyện gì, chẳng hạn như là có một người nào đó ở trong sở họ nói nặng mình, họ nói một cái câu rất là nặng. Có khi á thì có những buổi sáng đó mình buồn bực sẵn ở trong người, họ nói nặng mình là mình bộc phát, mình giận, có thể là mình nói nặng lại hoặc là mình quát tháo lên liền tức thì luôn. Thì cái trường hợp tức giận đó nó bộc phát như vậy đó, thì quý vị thấy nó thuộc loại là Asankharikang, là vô trợ. Còn có khi có những sự tức giận á, người ta chửi mình mà lúc đó mình cũng bình thường không có gì. Đến khi mà mình có nhiều người khi mà người ta ăn trưa xong rồi đó quý vị, người ăn trưa xong rồi cái tự nhiên ngồi nghĩ nghĩ lời, trời ơi cái ông đó là ai, ổng đâu có là cái gì đâu mà sao lại nói nặng mình dữ vậy. Lúc đó ăn trưa xong khoảng 3-4 tiếng đồng hồ sau á, mình mới lại mình cự nữ hồi với lại họ lại. Thì cái trường hợp đó đó thì nó là hữu trợ. Một thời gian sau cái tâm mình nghĩ tới nghĩ lui rồi nó mới thành là sát sanh kari căn của cái tâm sân, quý vị thấy không? Rồi có một cái sự nữa là e ngại. E ngại có nghĩa là nhiều khi có những cái chuyện mà khó nói, khó diễn tả. Có thể là mình bực bội một cái người bạn của mình trong nhóm mà mình không có thể nào, mình rất là ngại nói, mà mình cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui là có nên nói hay không, vậy có tốt hay không. Thì một hồi rồi đó thì mình dùng cái e ngại của mình đó, mình mới diễn diễn tả cái trạng huống của mình với một người khác để mà người ta giúp mình á. Thì sự cái sự e ngại đó là có cái hỗ trợ. Nhưng mà khi mà mình e ngại mà mình cứ giống như mình gặp cái chuyện đó là mình nhát liền, mình không biết làm sao mà mình giải quyết, rồi cái mình im luôn đó quý vị, thì cái e ngại đó là vô trợ rồi đó. Nghe là ngại rồi, không muốn nghĩ tới nó nữa. Còn cái chuyện ngại mà nghĩ tới nghĩ lui xong rồi một hồi rồi mới biết ồ làm như vậy rồi phải làm sao, phải suy nghĩ, thì e ngại có hỗ trợ. E ngại nó cũng có vô trợ nữa nha quý vị. Rồi còn cái sự lo sợ của mình nữa, chẳng hạn như là mình buổi tối mình đi ngang một cái nghĩa địa đi, khuya thì khuya có một mình à, mà mình đi làm khuya, mình đi làm buổi khuya đó, mình làm 9 giờ sáng, mình làm 9 giờ tối tới 6 giờ sáng. Thì khi mà giữa 5, 6 giờ nhiều khi trời mà nó còn tối đó quý vị, đi ngang cái nghĩa địa như vậy, thì lúc nào khi mà mình sợ á, có những cái vị á, mà người ta chưa đi về, mình đi ra mở cái cửa mà nhìn cái nghĩa địa đó là sợ, coi như là người nó tự cứng hết rồi. Cái đó là cái sự sợ hãi, mà sợ hãi trong cái vô trợ, sợ mà nó giống như là sợ khiếp luôn, không có suy nghĩ gì nữa hết á, mà nhìn ra cái cửa là ngày nào cũng vậy là bị sợ. Nhưng mà có những người á, thì đi một hồi đi ngang với cái nghĩa địa rồi thấy trời sao mình gan quá vậy ta, hồi nãy giờ dám đi mà giờ mà có lỡ ai mà cái cô nào mà áo trắng cổ đi mà tò tò theo mình mà cứ mà hai cái chân mà nó hỏng mặt đất mà bay tới bay lui cái kiểu này chắc chết. Mà mình vừa đi vậy bắt đầu mình đi chậm chậm, bắt đầu nó quýu từ từ rồi đó, là quý vị thấy nó có cái hỗ trợ rồi đó, là nó từ từ hồi nó thấm từ từ nó vô nó thấm rồi đó, mình mới bắt đầu mình thấy sợ. Lúc đó mình cũng thấy vừa sợ mà thấy mình cũng gan, mình dám đi được tích nữa cái nghĩa địa, phải không quý vị? Thì cái đó là cái sợ hãi, mà sợ hãi trong cái hữu trợ đó, thì sợ hãi chậm là một chút xíu. Thì những cái mà như hồi nãy giờ thí dụ ra đó, cái buồn nè, cái trầm cảm nè, cái tức giận, cái sự e ngại, cái sự lo sợ, nó cũng xảy ra một trong hai tâm sân này thôi. Có một cái sự ở trong vi diệu pháp này mình học á quý vị, cái sự sợ hãi đó nó cũng là tâm sân. Có nhiều người không biết ha, cái sự sợ hãi là tâm sân đó nha quý vị. Chẳng hạn như quý vị ra một cái hội chúng, quý vị không có muốn cầm cái mic lên, không có dám cầm cái mic để nói, hoặc là đi lên trên một cái sân khấu, một cái diễn đàn, không bao giờ mình dám cầm cái mic lên mình nói hết. Mình cầm lên hoặc là mình đưa mặt lên trên cái diễn đàn thôi là cái tay chân mình quíu hết, mình sợ, mình toát hồn mồ hôi hột, có người run cập cập, có người xỉu luôn, sợ rất là sợ như vậy. Nhưng mà người ta lại không biết cái tâm đó chính là tâm sân nha quý vị. Rồi có thì bình thường á, trong cái cuộc sống bình thường của mình á, ai cũng biết là cái tâm sân á, là cái tâm giận dữ, cái tâm nóng giận. Nhưng mà
hình như là có rất ít người biết cái sự sợ hãi và cái sự run rẩy. Dạ sa thú anh Lý, giống như là anh Lý mới đăng lên đó, họ sợ hãi run rẩy đây cũng chính là tâm sân, thì hình như cái phần này rất là ít người biết. Mà cái sự sợ hãi á, được bao gồm trong tâm sân luôn, là trong tâm sân này là đô xá thì nó có cái sự sợ hãi. Mà cái sự sợ hãi ở đây á, nó được miêu tả là một cái tâm sân, là một cái tâm sân thụ động. Dạ dạ để Nguyên Như nói xong, Nguyên Như sẽ định nghĩa lại anh. Cái sự sợ hãi được bao gồm trong tâm sân. Cái sợ hãi được miêu tả là một cái sân thụ động nha quý vị. Còn cái sự giận dữ của mình á, thì lại được miêu tả bằng một cái sân chủ động hoặc là một cái sân tích cực. Tức là khi mà mình giận dữ á, mình chiếm ưu thế, mình là cái nhân vật là active, mình chủ động, mình có thể đi hurt người khác, mình có thể nói nặng người khác, mình có thể là giống như là một cái người mà kêu là sát thủ á, mình mà người có tâm sân cũng cũng đưa giống như mình là một sát thủ, mình cầm kiếm, cầm dao, mình có thể là cầm súng, cầm bất cứ một cái gì mà mình có thể là đâm, vính, đập, làm phá, giống như mình có thể chọi, mình có thể dùng bất cứ cái gì mà mình cầm. Mà quý vị có để ý là khi một cái người mà người ta sân á, người ta hay con mắt láo liếc, nhiều tiếng mà người ta sân quá nha, cái còn sân bình thường thì không sao, mà sân quá người ta dòm dòm chung quanh có cái gì để cầm hay không. Thành ra quý vị mà nhìn thấy cái người nào mà sân mà con mắt láo liên á, mà cái gì gần gần người đó làm ơn làm phước á, dẹp dùm nha, đừng có đưa nha quý vị. Gặp mà đang giận mà đưa trái sầu riêng hay cái gì á, trời ơi nó quăng là nó là cũng lúc là án mạng xảy ra, tự vì lúc đó nó sân rồi nó đâu có biết nữa. Thành ra nhiều khi trong cái những cái phim, những cái show hay là bình thường á, mình cũng thấy đó, khi mà người ta giận quá người ta nhìn vòng quanh có cái gì để người ta cầm trong tay hay không, rất là sợ cái chỗ đó. Hãy mà cầm cái gì quơ cái đó mà lúc đó người ta đâu có suy nghĩ đâu, ta kêu kêu là cầm cái gì phang cái đó đó, rất là nguy hiểm. Và Nguyên Như sẽ đi lại cái định nghĩa theo như anh Lý yêu cầu, là giống như lúc đầu mình đã ôm rồi nè, là tâm sân, là tâm có cái tâm căn gốc đó là sân, nó có cái thực tính đó là bực bội, là khó chịu, là không có hài lòng, là bất toại nguyện ha. Nguyên Như xin lặp lại, tâm sân đồ xá mù la chích tá là tâm có cái căn gốc là sân nè, nó có cái thực tính là bực bội, khó chịu, không có hài lòng, bất toại nguyện. Rồi khi mà tiếp tục qua một cái phần nặng hơn của tâm sân á, thì thầy kinh có đưa ra một cái chữ là tâm sân mà về nặng hơn một chút thì nó có gọi là hận, thì được gọi là hận, là phẫn nộ, là ác độc, là khi mà mình cái sân mà không giải quyết được á, cái mình hận thù là nó dai dẳng, nó nặng hơn, rồi nó phẫn nộ mà trở thành nó độc ác nữa. Cái sân mà nó lên mà nó có cái plan, nó có một cái đường đi nước bước làm sao để mà hại cái người đó, và nó có một cái kêu là cái quy trình, cái sơ đồ, nó lên án, lên kế hoạch rồi đó, là thấy cơ bộ nó lún sâu trong cái sự phẫn nộ ác độc hận thù đó, nó khó có bước ra lắm quý vị. Đó, cái đó là cái cấp nặng của cái sự sân. Còn cái sân bình thường á, là giống như tức quá, giận quá, upset chút xíu, khóc hết, thì cái đó là giống như lửa rơm, không có chuyện gì hết. Nhưng mà khi mà mình lên sân đến nặng lên á, thì lúc đó là nguy hiểm nha quý vị. Lúc đó là có thể đi hợp người khác và có thể là đi hại người khác đó. Rồi có một cái phần nữa, cũng có một cái chỗ chút xíu này cũng thấy hay, Nguyên Như xin chia sẻ với quý vị ha, là khi mà chư thiên mà mệnh chung đó, thì có bốn nguyên nhân để mà chư thiên mệnh chung. Tức là thứ nhất á, là do chư thiên hết phước nè, thứ hai là do chư thiên hết cái tuổi thọ, thứ ba là do chư thiên bị tham dục quá nhiều. Có được nghe kể là có những vị chư thiên đó, họ tham đắm sắc dục nhiều quá đó quý vị, họ quên ăn, mà họ quên ăn cái họ chết luôn.
Mà thấy nó nghe cũng ngộ ngộ không cái gì. Có người tham đắm sắc dục quên ăn chết. Rồi có cái phần thứ tư nữa là do họ bị sân hận quá độ đó, họ cũng bị chết luôn, là họ mệnh chung luôn. Thành ra những cái người chư thiên này đó, khi mà họ xuống cái cõi của mình đó, cái tính họ cũng sân, mà ngay từ cái lúc cái tâm tử họ sân quá đó quý vị. Thành ra cái chỗ này có như thế cũng hay, thành ra đọc ra cho nếu mà ai chưa biết thì mình chép xuống ha. Chư thiên mệnh chung có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất á, là do họ hết phước thì đúng rồi phải không? Thứ hai là do họ hết cái tuổi thọ thì cũng ok, nhưng mà trường hợp thứ ba là không có hết phước, không có hết tuổi thọ nhưng mà tham dục quá nhiều bị chết. Và trường hợp thứ tư là do sân hận quá nhiều cũng bị chết. Tức là do cái trường hợp thứ ba là do tám tâm tham kỳ rồi khiển á, làm họ không có control được họ chết. Và trường hợp thứ tư là hai cái tâm sân của hôm nay mình học nha, cũng làm cho những vị chư thiên được bị mệnh chung đó nha quý vị. Rồi bây giờ Nguyên Như sẽ đi qua cái phần ôn kế tiếp của mình là bốn cái nhân sanh tâm sân nha quý vị. Cái nhân sanh tâm sân thứ nhất là một cái người này có cái tánh nết quen sân. Thì tiếng Pali á đọc là dosaccha sayata. Đồ sát trà sayata là tánh nết quen sân. Khi mà một người mà có một cái tánh nết quen sân á, thì người này có cái khuynh hướng và hành động hay bức hại những chúng sanh khác. Giống như là có những người, tại sao mà những cái nghề khác họ không làm quý vị, mà họ thích làm cái nghề đi tra tấn tội nhân. Quý vị thấy nó ngộ không? Bao nhiêu nghề trong thiên hạ, mình phải lựa cái nghề á, là mình lấy những cái cây nail, những cái cây nhọn, cây đinh, rồi mình ngồi mình đóng từng cái móng xuống, rồi mình nhìn cái người mà mình hành hạ nó, người ta đau đớn á, mà mình thấy thỏa mãn ở trong lòng quý vị, thấy nó nghe nó sợ quá hay quý vị. Mà có những người họ thích như vậy quý vị, họ mới làm được. Chứ bây giờ kêu mình đóng cái gì thử coi, mình nhìn mình còn không nhìn được, làm sao mà mình nỡ nào mình lấy cái đinh đó, rồi mình lấy cái búa mà mình đóng từng cái một. Mà có nhiều người họ thấy họ vui vẻ, họ thích lắm, họ thích nghe tiếng rên rỉ la khóc của người ta, rồi họ đóng xuống họ thấy máu chảy ra, nó họ giống như quý vị thấy họ enjoy, họ thích, mà giống như họ bị ghiền vậy đó, họ không thấy cái người ta khổ, họ không có chịu được, rất là lạ ha quý vị. Đó, có những người cái tánh nết quen sân nó như vậy, những người thích tra tấn tội nhân nè, rồi những người thích chặt đầu tội nhân. Trong một cái giống như trong một cái thành phố, có một trong một cái thành phố bao nhiêu triệu dân, nhưng mà chỉ có một hay là hai người đó làm đa phủ thủ thôi. Có những khi mà có cái những cái công việc nó hiếm quá đó quý vị, đến khoảng 3 hay 4 cái thành phố thì họ chỉ mướn được một cái người đó để làm việc cho 3 4 cái thành phố đó thôi. Tức là cái sự mà đa sân, mà cái sự ưa bức hại người khác nó không có nhiều lắm đâu, nhưng mà nó có những cái chúng sanh họ thích làm những cái việc đó quý vị. Chứ nó là tự vì tôi phải có cái tôi phải nuôi con nuôi vợ thì bắt buộc tôi phải làm thôi, tôi không kiếp được chớp khác thì tôi phải làm cái nghề này. Quý vị nghĩ nếu mà họ nói vậy quý vị có tin được không? Bây giờ có muốn làm cũng có được không quý vị? Đâu phải dễ. Bao nhiêu triệu triệu người thì mới có một hay hai người làm chuyện đó. Mà thí dụ bây giờ cái xã hội văn minh như ở Mỹ này đi, bây giờ không có còn cái người mà đa phủ thủ là chém đầu nữa. Nhưng mà quý vị thấy có những người họ làm nghề là họ làm ghế điện đó quý vị, thấy không? Có những cái tiểu bang họ dẫn đưa lên ghế điện rồi họ gạt cái cần xuống để cho người ta chết. Hoặc là có những cái vị họ làm cái nghề là họ tiêm cái thuốc độc vô để cho những cái người mà án tội tử hình để cho họ tắt thở. Quý vị thấy không? Nó bớt cái phần độc ác hơn là mình cầm một cái ngọn đao, ngọn dao để mình chặt đầu người ta. Nhưng mà bây giờ mình gạt xuống một cái cần thấy nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái tác ý là một cái mạng sống đã nó chết trong cái tay của mình rồi. Quý vị thấy có dễ làm hay không? Rồi còn có những người mà mình có thể là mình làm cái nghề là mình đi cắt cổ những cái con gà, hoặc là cắt cổ những cái con bò, con heo. Quý vị đừng nói là cái đó nó không phải là cái nghề, nhưng nếu mà không có thì những cái sinh vật mà quý vị ăn mỗi ngày đó ai làm? Phải có cái người đó làm.
thì mới có mình mới có cái những cái thức ăn đó được chứ. Mà những ngày đó mỗi ngày họ từ, quý vị thấy nghĩ cũng tội nghiệp ha, từ sáng sớm họ làm, thí dụ như 9 giờ sáng 5 giờ chiều, thay vì mình á, thì mình ngồi office, mình ngồi mình đánh máy computer, mình coi những cái bằng phát minh sáng chế, hoặc là mình làm những cái nghề cắt tóc, hay là mình sơn những cái móng tay rất là nhẹ nhàng như vậy, thì cái người ta lại cầm dao, rồi cái người ta có những người là cầm những cái cây để họ đọt vô cái cổ, hoặc là có những người cầm súng để họ bắn cái con đó. Quý vị thấy nó cũng tội quá ha quý vị ha. Nếu mà mình cũng làm một cái nghề gì lấy tiền mà mình có phải làm những cái vậy, thì nếu mà mình biết đạo thì không có thể nào mà mình làm được. Dạ đúng rồi, anh Giang nói đúng đó. Mình làm việc trong cái lò mổ heo mổ gà thì từ sáng tới tối mình chỉ thấy những cái chúng sanh đó chết trong cái tay của mình thôi, mà mình thấy liên tục, thấy trong giống như là sáng trưa chiều tối, ngày này qua ngày kia, mà mình không thấy là nó tội nghiệp, mà mình cũng không có thấy mình là cái người quá tội nghiệp. Tại sao là bao nhiêu cái chốt tốt mình, bao nhiêu cái việc tốt mình không có làm được, mà mình phải làm cái chốt nó ác như vậy? Họ không có thấy như vậy. Thành ra mỗi ngày đó họ đi họ làm, mà họ làm từ năm này qua tháng khác. Quý vị tưởng tượng đi, trong khi mình làm trong hành chính office, mình đi đó ăn thuốc, mà những cái người đó phải đi giết những cái con vật như vậy. Rồi đến nào trong tâm họ cũng có một cái mạng sống bị tước đoạt hết, rồi thấy máu me, rồi thấy cái đầu nó rớt ra như vậy, rồi nó dãy đạch đạch vậy, thấy nó tội quá quý vị ha. Thành ra khi mà cái trong cái nguyên nhân mà những người đa sân này nè, những cái tánh nết quen sân á, thì không có phải dễ làm đâu. Những cái người đó họ phải có thích, họ phải thích họ mới làm được. Mà những khi mà mình ngồi mình tưởng tượng ra, rồi cái tâm mình nó buồn như vậy, thì quý vị tưởng tượng mỗi ngày mà mình đi làm như vậy thì làm sao mà cái đó là cái cảnh thiện được quý vị. Rồi khi mà những cái người mà có cái tánh nết quen sân này đó, một một cái là từ kiếp trước họ thích như vậy, rồi cũng có những cái loại đó thì từ họ họ mới đi lên từ địa ngục nữa quý vị. Những cái người từ địa ngục, từ địa ngục là ở dưới nó có hai loại, một cái loại là đi tra tấn những cái tội nhân khác, và một cái loại từ địa ngục lên là bị tội nhân mà mới vừa bị người khác tra tấn. Thì cái người đi tra tấn và người bị tra tấn thì có người nào vui đâu, phải không quý vị? Cái người tra tấn nhìn người bị tra tấn là cũng là cái nhân sân. Người thích đi tra tấn cũng là có cái nhân sân, mà người bị tra tấn cũng bị sân. Thành ra giữa cái hai người này, hoặc là bị động hoặc là thụ động, cả hai người, cả hai cái tội nhân và cái bị hành hạ, và người tội nhân và cái vị quỷ sứ mà hành hạ tội nhân này đó, cũng từ một cảnh giới sân lên. Thành ra mình gặp những cái chư vị này á, họ sân kinh khủng lắm. Quý vị nhớ trong cái chuyện của mình đọc ở trong cái thời Tam Quốc là phải là Trương Phi không quý vị? Là sân như Trương Phi đó, cái gì cũng sân hết, đến nỗi mà tóc tai dựng đứng mặt đỏ luôn. Thành ra cũng như nghĩ coi, cũng từ cảnh giới của những cái vị Atula này nè, rồi cũng có những người mà từ cái cõi rồng, từ cái cõi rắn lên, rồi từ cái cõi Atula, hay là có những cái vị đó từ thiên giới mà do sân hận quá mạnh nên mệnh chung về cái cõi của mình. Là hồi nãy như mới đọc cho cả nhà là cái chư thiên mệnh chung có bốn nguyên nhân đó, thì cái nguyên nhân cuối cùng này là có những cái vị là cũng ở cõi trời đó, nhưng mà do sân hận quá mạnh, khi mà chư thiên mà sân hận quá mạnh vì một cái chuyện gì đó thì mệnh chung á, thì cái tâm họ cũng rất là sân. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất mà sanh ra tâm sân của chúng sanh trong cái cõi mình ha. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là cái sự mà không có biết suy xét, thành ra mới nổi sân. Khi mà mình không biết suy xét đó, mình không có cái hiểu cái pháp thực tính, mình không có hiểu cái nhân quả. Khi mà mình nghĩ ra cái chuyện gì mà không có được vừa ý vừa lòng đó, mình cũng hay rất là mau nổi sân lắm quý vị. Cái gì mình cũng giống như mình nhìn cái bây giờ Quân Như nói thí dụ thôi, khi mà mình ngồi làm ở trong sở
Tự nhiên mình đang làm buổi sáng vô khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ mình vô tới sở mà mình thấy nguyên một cái dàn mà từ corporation, từ những cái ông big boss, big sếp của mình á, những ông sếp lớn của mình nó xuống mà khoảng 5-7 người mà bắt đầu đi nhìn nhìn chỗ này, nhìn nhìn chỗ kia, coi người này làm sao, người kia làm sao vậy. Là tự nhiên cái tâm mình nó nổi sân rồi đó. Mà hỏi tại sao, tự vì mình không có biết suy xét. Thứ nhất á, là những cái người mà boss của mình xuống coi á, người ta cũng phải xuống chứ, quý vị nghĩ làm sao người ta không xuống, hiện ta làm sao mà coi trong company được, đúng không? Cái chuyện thứ hai á là người ta phải coi, từ cái đó là cái nghề của người ta được mướn để người ta đi coi, mà người ta không xuống người ta coi là sao. Thành ra khi mà mình gặp cái chuyện mà mình nghịch lòng á, mà mình không có suy xét đó, là tự nhiên mình nổi sân. Mà thiệt ra cái nổi sân của mình á, nó rất là vô lý. Cái hễ mà cái sở mình mà có boss xuống là mình đã không thích rồi, là mình bực rồi. Mà mình bực mà không phải bực một mình đâu, ông boss nhỏ của mình cũng bực, rồi cái thằng bạn của mình cũng bực, rồi cái bà thư ký của mình cũng bực, tất cả mọi người đều không có thích mà ở sếp ở trên xuống mà để coi tình hình của mình, tất cả mọi người bực hết. Có như vậy có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tất cả mọi người đều không có suy xét chánh đáng, mà không có rạn xét quán xét một cách khôn khéo đó. Tự vì cái chuyện nó phải như vậy thôi, phải không? Rồi khi mà mình không có hiểu lý nhân quả đó, khi mà mình không có hiểu lý nhân quả là mình cũng là sân. Thí dụ mình bực lên mình nói người ta một câu, mình nói người ta một câu thì mình thấy nó rất ok, nhưng mà khi mà người ta nói lại mình một câu là mình nổi sân liền. Nó nói trời ơi tôi vậy mà sao cái cô đó cổ dám nói với tôi một cái câu như vậy, nhưng mà mình mới quên á là mình phải nói cái câu gì thì người ta mới trả lời cái câu mà nóng nảy cho mình bực bội hơn. Nó là có cái nhân quả của nó hết, chứ không có ai tự nhiên cái mình lợi. Mình rất là dễ thương, mình rất là nhún nhường với người ta, mình khen người ta dễ thương đẹp, mình mua cà phê cho người ta uống mà ta nói một câu mà làm cho mình nóng giận, không có. Quý vị có công nhận vậy không? Cái gì nó cũng có nhân có quả hết, nhưng mà tự vì mình không có suy xét đó, thành ra mình nổi sân đó. Cái đó là cái thứ hai, cái nhân sanh thứ hai, cái tâm sân đây. Cái nhân sanh thứ ba đó là sự học hiểu. Học hiểu là gì? Ở đây chỉ nói học hiểu cái trí thức đời thường thôi, học hiểu một cái kiến thức thế tục thôi, chứ không có nói là nhân cao siêu nhân quả gì ở đây nha quý vị. Cái phần đầu tiên là giống như nếu mà mình không có được đi học nhiều, như thí dụ là những cái vị mà bác sĩ kỹ sư nói, không phải là ai cũng không có sân, nhưng mà nó cũng đỡ hơn, cái đó là nhân, nó đỡ hơn. Nếu mà cái người này học lên bác sĩ kỹ sư, mình học người ta lên PhD, người ta học tới postgraduate sân rồi, người ta học giỏi lắm rồi ha, thì tự nhiên những cái người mà người ta học nhiều như vậy, người ta ít có sân hơn những người thường. Thì tại sao? Tự vì cái kiến thức của họ đó làm cho họ có một cái cách nghĩ nó sâu xa hơn, họ học nhiều hơn thì tự nhiên cái tâm họ nó nguội hơn những người ít học à. Lạ như vậy đó. Cũng có thể cái nguyên nhân này nó sanh ra tự vì mình khi mà mình học bài nhiều quá, mình đọc sách nhiều quá đó quý vị. Nó cũng có một cái sự kiên nhẫn đi cùng nữa đó. Tự vì nếu mà quý vị không có kiên nhẫn làm sao mà quý vị có thể đọc hết một cuốn sách. Mình nếu mà cái vị nào đọc sách quen á thì không có thấy sao, thôi mỗi ngày có nhiều người họ mê đọc sách đó, họ đọc trang này qua trang kia, họ họ lúc nào họ trong tay họ cũng cầm cái sách, lúc nào cũng nghĩ về sách, thì nguyên như không nói. Chứ quý vị nhìn trong một cái cuốn sách đi, một cái hàng nó có bao nhiêu chữ quý vị? 2 4 6 8 10 12 14, nó cái chữ bự bự cỡ 14 chữ hay là tới 15 chữ, mà một trang xuống hai mươi mấy, mà một cái cuốn sách đó là 300 400 trang. Mà quý vị có thể là có một chồng sách mười mấy cuốn khi mà quý vị làm một cái bài gì đó nhiều chữ lắm quý vị. Nếu mà mình không có kiên nhẫn làm sao mà mình có thể đọc được. Thành ra khi mà một cái người họ đọc sách nhiều, họ học nhiều rồi đó, cái tự nhiên cái tâm họ sẽ nguội hơn những người bình thường. Thành ra như chỉ thấy cái này là nhân quả thôi, tại vì mà họ phải có patience, họ phải có một cái sự mà tối thiểu về về cái sự patient thì họ mới có thể đọc sách được, mà họ đọc sách được thì họ mới giỏi và họ mới đi học, họ mới học cao được, không có gì, cái đó là chuyện đương nhiên thôi. Thành ra trong ở đây đó thì cái phần thứ ba này nè
là nếu mà mình không có sự học hiểu, mình ít tập sách, mình ít đi học, rồi một cái phần thứ hai trong cái sự học hiểu này là mình cũng không có hiểu những cái lý cao thâm của nhà Phật. Chẳng hạn như nếu mà mình có tâm từ, mình không tâm sân, thì mình được những cái quả phước như là mình đẹp nè, mình dịu hiền nè, mình có phước này kia là mình được bạn tốt. Tự vì mình không có nóng nảy thì người ta mới dám lại gần chứ. Nếu mà mình giống như trái bơm nguyên tử, quý vị thấy ai mà dám ở gần mình nó nổ banh xác. thành ra quý vị thấy không? Khi mà những cái người mà biết được giáo lý rồi, mình biết được cái metta đó, mình có cái tâm từ rồi đó, thì tự nhiên nó sẽ nguội bớt cái lòng sân hận của mình. Tức là cái nhân thứ ba là cái nếu mà mình thiếu sự học hiểu đó là appasuttata, appasuttata. Rồi cái phần Nguyên Như xin lỗi nha, hồi nãy cái chữ mà không có suy xét cao siêu đó, Nguyên Như quên đọc cho quý vị cái phần Pali. Cái chữ đó là agamphirapakatita, agamphirapakatita ha. Rồi cái sự thiếu thiếu sự học hiểu là cái nguyên nhân thứ ba sanh ra tâm sân đó là appasuttata. Rồi Nguyên Như đi qua tới cái phần cuối cùng đây là cái phần mà thường gặp cảnh không tốt. Cái phần này á, thì mình gặp nhiều trong cái đời sống bình nhật của mình lắm quý vị. Thường gặp cảnh không tốt này á, thì cái chữ Pali nó hơi dài nha. Anittha rammanasamma yogo, anittha rammanasamma yogo, anittha rammanasamma yogo là cái thường gặp cảnh không tốt. Cái này thì mình bị nhiều nè. Thí dụ như những người sân đi, như thí dụ là ở bên Việt Nam á, thì cái cảnh này thấy nhiều lắm. Một cái bà vợ đi bán hàng quần quật từ sáng tới chiều. Ông chồng ở nhà thì không có làm gì hết mà rất là thích nhậu nhẹt. Quý vị tưởng tượng đi. Đi làm về cực khổ, đi làm buôn bán tảo thần ha. Đi bán từng gói xôi nè, từng tô cháo. Đi về tới nhà rồi á, là thấy cái giọng ông chồng mình á, là sang sảng là từ ngoài đầu ngõ rồi. Rủ thêm ba bốn ông bạn rồi mua mấy xị rượu đế. Quý vị thấy không? Rồi gà vịt chó mèo thì nó chạy vòng 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 vòng, mà mấy ông đó thì say xỉn tùm lum hết. Cái cảnh mà làm cho mình đó nó sân như vậy thì làm sao mà quý vị vui được? Nghe thấy là tội nghiệp rồi ha quý vị. Mà cái ví dụ như cái cô vợ này mà cô đã biết từ ở trong chợ, từ cái chỗ bán hàng về rồi, tức là về là cái cặp gặp cái cảnh không vừa lòng, không thích hợp, không đúng ý, không có khả hỷ khả ái, mà về là gặp như vậy rồi, biết là như vậy, nhưng mà khi về mà thấy cái cảnh hiện ra trước mặt mình giống như ngày hôm qua, hôm kia, hôm trước, năm trước, tuần trước và 10 năm trước nữa, thì quý vị tưởng tượng làm sao mà nó chịu nổi. Thì quý vị làm sao mà muốn cho những cái cô này là rất là dễ thương, rất là hiền hòa mà không có sân, rồi nói ngọt với chồng, không có chuyện đó được phải không quý vị? Thì tự gì nó âm ỉ, nó uẩn khúc, nó gặp cái cảnh không tốt nó nhiều lần quá, nó làm nhiều lần quá như vậy, cái cảnh nghịch cảnh điêu tàn đó là những cái sự khó chịu của mình đó, nó xấu quá đó, thì làm sao mà họ có thể mà không có sân được. Rồi một cái cảnh khác chẳng hạn như là cái cảnh chiến tranh, những cảnh tai nạn, rồi những cái cảnh mà cháy rừng đi, rồi những cái con vật nó bị hại như vậy, rồi hạn hán nè, rồi bây giờ giống như cái chuyện mà mình đang bị đây nè, mình đang bị là Covid đây nè, một ngày mình nghe bao nhiêu người chết ở trên cái đài như vậy, cái cảnh tượng nó không tốt như vậy thì làm sao mình có thể vui được, phải không? Thành ra đây là một trong bốn cái nguyên nhân mà làm cho cái tâm sân mình á, nó hiển hiện ra. Nghĩ lại sợ quá quý vị ha. Ở trong cái cõi ta bà của mình sống với 12 cái tâm này, mà mình sống với nó từ khi mà mình lọt lòng mẹ, mình sống cho tới nó khi mà mình chết đi luôn, mà mình không có biết thương mình. Mình nghĩ là ở đây nó đẹp, nó tốt ha. Mà đây nó đẹp, nó tốt mà giảng ra buồn không à. À,
cái sân Nguyên Như đi qua thêm một chút xíu, mấy giờ hả quý vị? 41. Nguyên Như đi thêm khoảng mấy phút nữa thôi ha. Cái tâm sân này á thì mình đi sâu qua một chút xíu. À, đi đi sơ qua một chút xíu chứ không phải là sâu, đi sơ qua một chút xíu thì cái sân này đi đi thê anh đi đi thêm một chút xíu nữa là khi mà một cái người khởi lên một cái tâm khó chịu, bực bội hoặc là nóng giận á, đây là cũng là một cái dấu hiệu của tâm sân nha quý vị. Khi mà mình bực bội, mình khó chịu thôi thì nó là tâm sân rồi, không có cái sự mà nó gọi là nó rác ở trong tâm, nó bực bội ở trong người, nó khó chịu, nó nóng giận, cái đó là mình biết là mình sân rồi đó. Cái mặt mình đang vậy á, tự nhiên cái nó bừng 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 lên, cái chỗ cái ngực của mình á, nó giống như nó khó chịu, nó giống như cái gì nó rát lắm, là quý vị biết là mình sân, mình thọ ưu đó. Rồi một cái nữa là khi mà mình ganh tị, mình đố kỵ, hay là mình không có thích cái sự phát tài của người khác. Tự nhiên mình ngồi đây mình uống cà phê, cái tự nhiên mình nghe ông hàng xóm ông trúng được 20 triệu Mỹ Kim, tự nhiên bực, rất là không vui, nó đố kỵ lắm. Mình thấy tự ơi, ông đó cũng đâu có hơn gì mình đâu, mình bán cà phê đây, ổng cũng bán trà đá thôi, làm sao mà tự nhiên cái trời đâu mà rơi xuống 20 triệu vậy trời. Bực lắm quý vị, bực mà cái mặt nó nóng luôn á. Cái đó là cái sân khởi lên từ cái sự ganh tị hay cái sự sự tật đố đó quý vị. Rồi có một cái trạng thái khác là khi mà mình có tiền, khi mà mình có tiền mà có của đó, hay là mình có một cái tiếng tăm gì đó, mình không có muốn người khác san sẻ với mình. À, mình có một cái số tiền, ví dụ như mình chính là cái người mà được trúng cái phần cái giải trúng số đó đi, 20 triệu. Mình không có thích cho ai đó quý vị ơi. Mình nói trời, 20 triệu này làm được cái gì trời, nghe thì nhiều lắm nha. Tôi đóng thuế hết 30% rồi nè, tôi còn có 15 triệu à. 15 triệu mà tôi có 6 đứa con, tôi mua mỗi cái nhà 6 đứa, mỗi đứa cũng phải cho nó 1 triệu chứ, tính tính hồi ra 1 triệu 1 triệu rồi, còn ai trong bà con dòng họ. Tự nhiên nghe như vậy không có thích cho thêm ai nữa, bực bội lắm. Khi mà tính như vậy mà không có cái số tiền tính qua tính lợi như vậy rồi đó quý vị. Trời ơi, cái tâm mà bắt đầu keo kiệt bỏng sẻn hà tiện á, nó khởi lên, nó bùng bùng một hồi, nó nóng mặt luôn, nó bực quá làm sao mà chịu nổi. Trời ơi, mà không cho thì làm sao đi, mà cho thì nó hớ tiền của mình thôi, chết rồi chết rồi. Đó là khi mà mình cái tâm sân mà thuộc lại cái bủn xỉn nè, keo kiết nè, hà tiện nè, thì cái về cái keo kiết hà tiện như chỉ đi sơ qua để cho mọi người biết cái tâm sân thôi. Thiệt ra cái ganh tị tật đố nó có nhiều loại, và cái bủn xỉn mà khi mà mình vô cái tâm sở á, nó có nhiều cái thí dụ hay lắm quý vị. Bủn xỉn keo kiệt về tiếng thơm, tiếng tốt nè, về cái trú xứ nè, về cái tài sản nè, về thân quyến nè, về nhiều thấy hay, rất là hay lắm. Rồi cái một cái cuối cùng của cái tâm sân á, là gọi là cái sự hối hận đó quý vị, là khi mà một cái ví dụ như quý vị phạm vào một cái lỗi lầm nào đó, một cái lỗi nhỏ lỗi lớn gì không biết, phạm một cái lỗi lầm nào đó, hay là mình bỏ mất cái cơ hội mình làm việc thiện việc lành. Thí dụ như khi mà ba mẹ mình còn sống, mình không có tôn thờ, hoặc là mình không có thương ba thương mẹ mình đúng mức, hoặc là có cái chuyện gì buồn mình cãi hay cái gì đó rồi mình bỏ nhà đi xa, rồi khi một cái thời gian sau đó thì bà mất đó hay là ông mất á, mình hối hận, mình hối tiếc đó quý vị. Mình có thể là cái sự việc nó xảy ra mấy chục năm trời luôn mà mình cứ buồn cái chuyện đó đó, thì cái đó nó chính là cái hối hận, cái đó chính là trạng thái của cái tâm sân đó. Thì tâm sân như liệt kê ra thì sơ sơ cho quý vị biết, tự vì cái tâm sân mình đó, nó muôn màu muôn vẻ lắm, thành ra nếu mà dạ đúng rồi, còn một cái nữa là khi mà cái việc thiện của mình, chẳng hạn như là mình đi chùa mà hôm nay có thể là cúng cho thiền viện Mahasi hoặc là Pa Ốc, mỗi người bạn của mình đều là cúng hết, mà mình lo ở ta lơ ở trên chánh điện là người ta cũng như là
Ai cũng hùng phước hết trơn rồi, ghi xuống vui vẻ quá mà mình ở dưới này mình quên đó quý vị, mình lo mình ngồi tám đó, mình tám qua tám lại hồi sau cái mình xách xe mình đi về luôn, rồi cái bữa sau mình cũng quên tổng luôn, đến hồi mà tuần sau nữa bạn bè mới nói ôi sa thú nha, sa thú quá, thiền viện được được nhận cái món tiền của mình rồi, cúng dường chư tăng là buổi sáng như buổi trưa hoan hỷ quá, mình mới bật ngửa ra nó trời hôm bữa tuổi tám mà sao tôi quên cúng vậy trời, bắt đầu buồn lắm nha. Hồi, cái đó là lúc đó là buồn thiệt là buồn. Cái đó là hối hận cái chuyện thiện mình không có làm được nữa, là thành ra quý vị vô chùa mà trước khi tắm tám gì cũng nhớ làm chuyện thiện trước khi tắm nha, chứ ta cái buồn ở đó là buồn da diết lắm á, buồn khó hiểu lắm á. Như thí dụ hồi nãy giờ cái phần mà cái những cái sự gọi là một một cái detail hơn của cái những cái tâm sân đó, thành ra quý vị thấy nếu mà mình đơn giản ra mình nói ồ cái tâm sân là một cái sự giận dữ, cái sự bực tức, nó nghèo lắm phải không quý vị? Hồi nãy giờ mình nói gần cả tiếng đồng cái tâm sân nó mình còn chưa hiểu hết, cái này là mới đi sơ sơ thôi nha. Cái tuần sau đó thì mình như sẽ phân tích thêm về cái thập ác đó, rồi mình sẽ phân tích lại trong cái thập ác có nghĩa là thân tam khẩu tư ý tam đó quý vị, rồi cái tham á nó sẽ chiếm bao nhiêu cái phần trăm trong cái thập ác, cái sân nó chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi cái si nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Sau khi mà mình học cái bài si rồi thì mình đã biết 12 tâm bất thiện của cái cõi ta bà của mình đây, thì mình sẽ biết sơ qua là khi mà Đức Phật dạy mình năm giới hay là khai triển ra là 10 giới đó, thà mình sẽ chống được mà cái đội quân ma dương này là tham sân si đây là mình chống được bao nhiêu thì nó rất là hay. Bây giờ cũng là 10 giờ 48 phút rồi. Và bây giờ như thấy đạo tràng của mình có ai có thêm cái đóng góp hồi nãy giờ như ôm có thiếu gì không? Có ai có câu hỏi hay là có đóng góp gì không thì tới giờ sinh hoạt của nhóm ha. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông sư Thanh Tâm, dạ xin chư tăng thấy Nguyên Như có ôn mà còn phi thiếu cái gì hay là có sai chỗ nào, xin chư tăng có thể cầm mai chỉ dạy cho tụi con để Nguyên Như xin chép xuống. dạ thấy cái phần tâm si cũng rất là hay đó quý vị. Dạ bây giờ thấy Hà, anh Mỹ, anh Lý, Nguyên Trang nè, Quanh Phan nè, có câu hỏi gì thì cứ việc bây giờ mình lên sinh hoạt ha. Nguyên Như xin xuống mic nha, xin mời cả nhà nha. Nam mô Bụt Đà Di Đà Bà Nam Ma Di Đà Bà Sang Ca. Dạ, con kính đến lễ ban ngôi tam bảo, con kính đến lễ quý sư, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nguyên Như đã giảng bài tâm sân. Có cái phần về cái e ngại đó, e ngại là thuộc về tâm sân. Thì cái phần đó mình thấy có e ngại có nhiều khía cạnh, mà nếu ví dụ như là có người không biết nói tiếng Anh, nói tiếng Anh mà họ họ cần nhiều thời gian để mà suy nghĩ cái lời nói để mình nói ra, mà người khác xúi thúc họ cần phải nói liền, nói liền, nói liền, thì có họ họ cái sự e ngại đó là làm cho sự họ chần chừ nói ra cái lời nói của họ. Nếu mà trong lúc đó họ không tâm sân mà họ đang suy nghĩ để mà nói ra những cái câu cần phải nói, thì cái e ngại đó theo theo cái ví dụ đó, e ngại đó có phải là tâm sân hay không? Cái đó là Mỹ đang có cái thắc mắc về cái đó đó. Dạ xin xuống mắt ạ. Dạ sa thú anh Mỹ, có câu hỏi này cũng rất là hay. Anh Lý ơi, Nguyên Như trả lời trước ha, Nguyên Như sai cái gì anh Lý bổ sung thì Nguyên Như ha. Theo cái câu hỏi của Mỹ đó thì khi cái vị này họ đang không có biết tiếng Anh rành, họ đang suy nghĩ để họ nói, thì khi cái sự họ đang suy nghĩ đó đó là Nguyên Như thấy cái chữ đó thì dùng cái chữ hỗ trợ với vô trợ là đúng hơn. Họ họ
Chẳng hạn như những cái người đó rất là thông minh, nhưng mà họ có cái tâm hỗ trợ, tức là cái vị này họ rất thông minh, rất là giỏi, nhưng mà họ không có lẹ, họ làm gì họ phải suy nghĩ, họ chậm nhưng mà họ giỏi lắm. Thì trong đó không có cái e ngại này, cái người này không có rành tiếng Anh, họ đang chậm chậm, họ nói là nếu mà chữ số 4 á, thì là số 4 là four nè, họ họ đang nhẩm nhẩm cái số phone nè, thí dụ như 48, 4 á, là four, 8 là ít, 48, thì họ mới nói ra. Thì cái người là đó là đang chậm thôi, nhưng mà họ không có e ngại đâu Mỹ ơi, họ không có hoang mang, không có sợ, cái này đây là trạng thái tâm thôi. Còn những người mà sợ quá đang toát mồ hôi là bập 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 bẩm xong một cái sợ quá rồi, cái mình mới gọi là mình quỉnh đó, thì lúc đó đó thì cái tâm họ đâu có làm việc theo vô trợ hỗ trợ, mà họ đang bị sợ, thì cái lúc đó là e ngại rồi đó. Mình như trả lời như vậy, không có biết mình như làm trả lời có đúng hay không. Mình như xin mời anh Lý nha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Đàm Ma, Nam Mô Sơn Khai, con xin kính lễ và ngồi tam bảo, xin kính lễ tâm và xin con kính giờ đạo tràng. Như cái câu hỏi của Mỹ nó có hai phần không Mỹ ơi, lúc đầu Mỹ hỏi là cái chuyện là đang e ngại cái chuyện mà đứng trước đám đông để phát biểu cái gì đó, nhưng mà cái phần sau là Mỹ đặt câu hỏi về ồ, nhỏ hả, hồi giờ nghe được chưa, cái headset này nó kỳ cục, để tắt luôn cái headset này. Giờ cả nhà nghe được chưa vậy? Alo. Cảm ơn. Cái phần thứ hai hình như là Mỹ đưa ra một cái trạng thái là người ta phải, vì không có thông thạo cái ngôn ngữ ngoại quốc thì người ta phải suy nghĩ, thì cái trạng thái đó sân hay không sân thì lúc đó mình không thể nào biết được. Nếu mà mình không có tiếp xúc hoặc là nhìn cái sự rụt rè, nếu mà họ có sự cái biểu hiện rụt rè hoặc là run rẩy hoặc là khớp á, thì nó có sân. Còn nếu mà đứng trước đám đông mà lúc đó mình giống như như hồi nãy nói là phải thông dịch ở trong não để mà nói chuyện, tuy là nó chậm tại vì phải làm não não tạng lúc đó nó làm thêm một cái lộ trình gọi là thông dịch ngôn ngữ liên quan ngôn ngữ nọ nữa, thì cái đó chưa chắc là sân đâu. Mà nếu mà cái điều đó làm cho cái trạng thái mà bất đồng ngôn ngữ làm cho họ rụt rè hoặc là e dè đó, thì cái trạng thái e dè rụt rè đó là nó là sân, nhưng mà nó là một cái lộ trình khác, cái lộ trình mà đang thông dịch ở trong trong não bộ. Nguyên Như ơi, có cái hồi hồi lúc mà Nguyên Như trình bày về cái bốn cái nhân mà sân tâm sân đó, thì thấy chị Hà có đưa ra hai cái khía cạnh là ít có thân cận, cận bậc hiền trí và thiếu lập trường chân chánh. Hình như cái này cũng rất là đúng, nhưng mà sao không thấy Nguyên Như liệt kê ở trong cái bốn nhân này. Ở mà ngộ nha, một số vị xưa mình cũng được học, thì có khi mình học bốn nhân, có khi con vị khác cái đầu họ moi trong chú giải nào đó ra chứ họ nói năm cái, có khi cái có thêm cái này cái nọ, học từ nhiều vị khác nhau, đôi khi mình học được thêm điều này điều nọ, những cái mà cũng như là tánh nết quen sân, không biết suy xét này, nó là hình như không biết suy xét này cũng thuộc về thiếu lập trường chân chánh thì phải, nhưng mà nó cũng nếu mà nói không biết suy xét thì phải nói rõ thêm là cái thiếu cái yoniso manasikara, là cái tác ý khôn khéo, nó thuộc về thiếu lập trường chân chánh. Rồi cái nhân mà không được có cái duyên được thân cận các bậc thiện trí nhiều á, thân cận toàn là những bậc mà thiểu trí thì dễ sanh cái chuyện mà sân hận hoặc ngay cả tham thì cũng rất là dễ, thì cái đó cũng là một cái yếu tố mà như cũng hợp lý. Xin Nguyên Như cho biết ý kiến đó. Cảm ơn. Dạ, sa thú anh Lý, cái phần đó đó Nguyên Như cũng đồng ý với anh, mà sau mấy cái cuốn sách Nguyên Như coi đó thì họ chỉ đưa ra, chị Hà ơi, chị Hà có thể
cho Nguyên Như cái tham khảo cái cuốn nào mà chị Hà nói là có thêm hai cái đó. Vậy như vậy chị nói là cái nhân sanh tâm sân nó có tới 6 cái lần hả chị Hà? Chị Hà cho Nguyên Như biết cái nguồn để có gì Nguyên Như hỏi thầy, rồi cái tuần sau mình sẽ bổ sung vô ha. Tự vì sofa là Nguyên Như chỉ có thấy bốn nhân sanh tâm tham thôi, mà cái phần của ngày giác chánh thì Nguyên Như cũng thấy là có bốn cái nhân sanh tâm sân thôi chứ không có sáu. Thành ra cái này là trong sách Nguyên Như đang coi đây, thành ra nếu mà chị Hà có cái phần đó đó chị Hà đưa cho Nguyên Như ha, rồi Nguyên Như sẽ xin họ thỉnh ý của thầy coi thầy nói sao ha. Ok, bây giờ mình tiếp tục, bây giờ là 10:57, đạo tràng còn có câu hỏi gì nữa không? Nguyên Như xin nhường mic lại nha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào đạo tràng. Thì Nguyên Như có nói thì Hà chỉ có đưa ra theo cái phần bổ túc thêm chút thôi, tại vì hồi nãy Nguyên Như nói là phải có trí, thì đúng là phải có trí, nhưng mà thật ra nếu mà mình không thân cận với những bậc thiện trí á, thì mình đâu có học hỏi được những cái lợi lạc để biết cái nào đúng cái nào sai, mà nên tránh mà không sân. Thì cái đó là cái phần đó nó cũng coi như nó cũng nói theo định nghĩa, hoặc là nói thêm cái thành thì nó cũng nói lời nó chung chung trong đó. Còn lập trường trân chánh thì cũng vậy đó, nó cũng phải có, mình phải có tri kiến đúng thì mình nhận biết cái nào sai, cái nào đúng thì mình tránh, mình bớt làm. Còn hình như nãy có nói về cái môi trường sống thích hợp thì đúng rồi, nãy Nguyên Trang Nguyên Như cũng nói cái phần đó là phải mình mà ở quen cái cảnh mà sân á, thì mình cũng dễ dàng sân theo người ta. Thành ra cái đó cũng giống như là một cái môi trường mà mình sống không có thích hợp, hoặc là mình ở gần người sân cái riết cái mình cũng lây bệnh sân giống như người ta, thì nó thật ra nó cũng không khác gì. Còn có một phần nữa thì Hà thấy hình như cái sự thiếu thiếu sự tế nhị thì chắc cũng giống như là thói quen. Ví dụ mình cái thói quen của mình hay quen thân không có tế nhị thì chắc nó cũng là nằm ở trong cái phần đó, thì nó cũng nói chung thì nó cũng reflect lại những cái gì mà Nguyên Như nói. Dạ xin xuống. Có cái ý này nữa, Hà có học thì ngày này thấy có vị sư dạy thì nói là mình dẹp cái ý sân á nó rất là khó, hơn là mình dần cái thân sân nó dễ dàng hơn, và cũng giống như tâm tham, dẹp cái tham trên thân á, có nghĩa là khi mình bắt lấy một cái vật gì á thì mình ngừng lại mình không lấy á, thì nó dễ hơn là mình dẹp cái tham qua ý ý tham, tại ý tham nó cứ là nó chạng lại nhiều khi không không muốn ăn cắp mà cứ nghĩ tới nghĩ cái tham đắm vô á, muốn quá đó thì thành ra một cái hành động là ăn cắp, thành ra chỉ có bổ túc thêm cái đó. Sa thú chị Hà. Cái chỗ mà cái chỗ chị Hà nói là số 2 là cái sự không có tế nhị đó chị Hà. Thì một số sách đó thì ghi giống như ngày giác chánh thì ghi là không có tế nhị, còn một số sách là gọi là không suy xét sâu xa. Hình như cái đó là thấy là hình như cái cách ghi hoặc là cái cách dịch đó chị, mà nó là một thứ với nhau. Còn khi mà chị Hà nói đúng là khi mà mình giận đó, mà mình khó đó, khó có mình khó có dẹp cái thân, giống giống như nếu mà mình đang giận á thì mình đừng có làm cái gì nó thì nó ok, nó dễ, nhưng mà mình cho cái sân mình, cho cái thân, cho cái tâm mình không có giận nữa rất là khó. Bây giờ quý vị thử đi nha, nếu mà lâu rồi mình nghĩ, quý vị nào mà có thiền đó, ai chọc cho mình giận á, mình giận đùng đùng á, bởi vì ngồi thiền để trội nó phát lên mạnh lắm. Nên ngồi 2 tiếng đồng hồ thấy nó cuộn lên cuộn xuống phải giận. Hoặc là trước khi mà mình đầu mình đi hành thiền, ai cho mình một cái bạt tai đi, rồi ok đóng cửa lại vô trong ngồi thiền đi, rồi nó cuộn 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 nó, lúc đó quý vị cứ thấy là cái phóng vật, cái trạo cử của mình nó kinh khủng lắm. Người nào mà tu lâu mà nói cứ nói là không có pháp đó, quý vị cứ làm thử đi là có liền. Nói là ok
ra búng một cái hoặc là chọc cho mình nó nổi sân lên coi, rồi vô ngồi thiền liền, xếp bằng xuống ngồi liền, ngồi như 1 tiếng hay 2 tiếng. Vị nào mà nói không có pháp đó, pháp nó lên cuộn cuộn tha hồ mà coi nha quý vị. Dạ, con thấy bây giờ sao, bây giờ cả nhà muốn tiếp không hay là mình để tuần sau nè? Bây giờ là 11 giờ 1 phút rồi, cho ý kiến ha. À, thôi ha, hết hết pin rồi ha. Rồi ok, vậy là hôm nay cái phần ôn của mình có thể dừng tới đây, cả nhà sa thú ha. Và bây giờ con thấy thời gian cũng, ồ quanh có câu hỏi hả? Sorry quanh nha. Thôi quanh, quanh lên nha, quanh như xuống nha. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và kính chào đạo tràng. Nguyên Như ơi, Nguyên Như cho anh hỏi cái câu này. Khi mà một cái người mẹ đó lo lắng cho con cái của mình đó, ví dụ giống như là mình lo lắng về tương lai cho nó, rồi lo lắng về cái việc học, rồi lo lắng sợ con mình nó bỏ bê, nó ham chơi với bạn bè này kia rồi đó, rồi mình sợ nó không có nên người, những cái lo lắng của người mẹ như vậy là có phải là cái tâm sân không Nguyên Nhân? Dạ, cái lo lắng đó tùy tùy theo cái sự biểu hiện nữa chị. Cái đó là mình phải vô từng cái trạng thái tâm. Thí dụ như chị lo lắng là ok, bây giờ mình có thể là mình nuôi con cho nó đàng hoàng, rồi mình mới plan ra là trong cái future mình có thể hướng là một bác sĩ, một kỹ sư nếu mà nó thích. Nếu nó không có thích thì mình không có ép nó. Rồi thí dụ mình dạy cho nó điều hay lẽ phải, dạy cho nó biết kính kính trọng bậc chư tăng, biết nhân biết quả, biết đến Phật pháp tăng, thì những cái đó là cũng là lo lắng. Nhưng mà cái đó là yoniso manasikara, là tác ý khéo để mình dạy một cái con, một 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 đứa con nó nên người. Mình có thể tham khảo ý kiến của chư tăng, của sách vở, thì cái đó không có thể gọi là sân được. Nhưng mà khi mà mình dùng cái tâm sân vô cái sự lo đó, chẳng hạn như mình thấy con mình đi đâu về trễ, mình có lo, nhưng mình có lo lắng là mình sợ những cái người khác nó hại con, hoặc là dù làm sao mình hôm nay đi học đáng lẽ là 9 giờ hay 8 giờ về mà lại 11 giờ mới về, thì mình cái tâm sân để mình lo đó, thì cái đó là tâm sân. Mình không có thể nói hoàng nói qua bên kia là tự, ví dụ như nhiều khi nó chỉ trả lời nói con về trễ chút xíu thôi, má làm gì mà nổi sân như vậy, là mình hét lên liền, mình nói tao lo cho mày vậy mày còn nói vậy vậy vậy. Nhưng mà thiệt ra lúc đó mình không đúng đó quý vị. Tự gì giống như là cái tâm tham, tâm sân, tâm si, là ba cái tâm nó xuất hiện trên thế gian, nó chỉ làm khổ chúng sanh. Mình cứ nhớ vậy đi ha, trong bất cứ cái chuyện gì trong cái đời sống bình nhật, bất cứ chuyện gì mà quanh làm á, nó không cần có ba cái tâm này, quanh vẫn làm được. Mình cứ nhớ vậy đi, không có cần ba cái tâm này mình vẫn làm được. Cái tâm này nó vô để làm gì? Nó chỉ làm cho mình tham, nó chỉ làm cho mình sân, mà nó chỉ làm cho mình si. Chứ cái ba cái tâm này mọi người cứ nhớ ha, là nó không có mặt để mà nó giúp quý vị, nó chỉ có mặt để nó lôi quý vị xuống, nó làm khổ quý vị, nó làm cho quý vị sanh tử phiền não trầm luân. Thành ra mình đừng có nói là tôi phải sân tôi mới làm được, không, cái đó là những cái tâm si của mình nó nói thôi, chứ quý vị không có cần có trong cái bản niêu này đó. Nếu mà quý vị nào bỏ hết 12 cái tâm bất thiện ra, quý vị sống mà nó còn tốt hơn, khỏe hơn, vui hơn, sướng hơn, chứ nó không có dởm hơn, xấu hơn hay là ác hơn đâu quý vị, bảo đảm luôn. Thành ra mình đừng có tiếc 12 cái tâm sân này. Nguyên Như biết là khi mà mình nói ra đó, mà người nào cũng cũng níu kéo lại một cái phần, ồ cái tâm tham này nó tốt lắm nha, cái sân này là nó bổ ích lắm nha, mà cái si này nó cũng hay lắm nha. Không có, nó là 12 tâm mà quý vị thấy mà nó có bè đảng như những cái thằng này hay là giống giống, dẹp bỏ hết. Như vậy là cái công thức nó là dễ hiểu nhất. Cái đó giống như mấy cái câu chuyện mà Nguyên Như nhớ ra quý vị. Có một cái người đó, họ họ có một cái gánh, thì khi đi để gánh một bình thường á, thì nó có hai cái chậu thôi, cái đi một khúc á, cái có một cục đá màu xanh bỏ vô, cục tuyết màu đỏ bỏ vô, cái hồi cái có cái bông xanh bỏ vô, đến hồi gánh nhiều quá đó, nó cao nó to nó nặng, mà hễ mà đau lưng rồi đau chân,
khi mà có một than á, tối ngày than khóc, khi người ta mới nói trời cái gánh gì mà nó nhiều vậy, bỏ bớt mà hai bỏ cái nào á, là cái bà đó cũng ngồi á, bà buồn á, bà lụm, bà nói ồ cái này là cái bông nó đẹp nè, kỷ niệm của ông chồng tôi chết rồi, cái này là cái tô, cái này là cái chén, bà ngồi bà giải thích từng cái ở trong cái gánh, quý vị rốt cuộc bà sẽ không bỏ bất cứ một cái nào hết mà bà sẽ gánh đi tiếp rồi bà lại than tiếp. Thành ra quý vị thấy mình cũng giống cái bà đó lắm, kêu kêu là khổ lắm nhưng mà bỏ một cái cục sỏi màu xanh nhỏ nhỏ cũng nói là nó có cái kỷ niệm nữa. Thành ra cái này nó hơi khó hiểu nhưng mà quý vị nghĩ có, quý vị có không? Bây giờ mình nhìn vô cái closet hoặc là cái nhà của mình hoặc là cái phòng của mình đi. Quý vị tưởng tượng ha. Quý vị nhìn từ cái bớt, từ cái cuốn sách, không có cái, quý vị không có cái nào bỏ được hết, tự vì bỏ được thì quý vị đã bỏ rồi. Mà đi từ cái gara, đi xuống tới cái nhà kho, đi xuống cái basement, quý vị có bao nhiêu cái quý vị không bỏ được. Mà thiệt ra quý vị coi kỹ là cái toàn là tham sân với si không à. Nói này đụng chạm nhiều ha, nhưng mà thiệt mình như nói thì bản nêu thôi nha, quý vị như không có nói là ai đâu nha, bỏ tiếc lắm. À đúng rồi đó. Rồi còn ai có câu hỏi gì không? Bây giờ là 11 giờ 7 phút thôi, trễ quá rồi. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt đạo tràng để chúc phúc cho đạo tràng. Thay mặt chư tăng con xin sám hối, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư, và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, bài học hôm nay là như trình bày rất là hay, nhưng mà nó hay hơn nữa đó là chúng ta học những cái điều này biến nó thành những sự hiểu biết trong cái tâm của chúng ta, trong ý thức của chúng ta. Chúng ta sống ở trên đời đồng thời sẽ thực hành những cái điều mà chúng ta học, là thấy rõ tâm sân, tâm si, rồi tâm tham trong tâm của mình để diệt trừ nó. Không diệt trừ nó thì không có chứng đắc. Phá tu sa mangalang rát khăn tu sa pa đề và ta sa pa bu tha nu phá về na sa đa sâu thi phá vang tu tê phá vô tu sa pa mangalang rát khăn tu sa pa đề và ta sa pa đam ma nu phá về na sa đa sâu thi phá vang tu tê phá vô tu sa pa mangalang rát khăn tu sa pa đề và ta sa pa sang kha nu phá về na sa đa sâu thi phá văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thu. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể hồi hướng buổi tối hôm nay. Dạ, Nguyên Như xin chân mic lại cho chị ạ. Xà thú, chắc là chị Nguyên Trang đi ngủ mất tiêu rồi. Thôi Nguyên Như luôn hả quý vị? Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ, đề qua tà san ti quy hà ra qua si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca đoan tê tha vi ha ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phân kha vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha yê sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san le da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha pung ga la sang khô hô tu sa mắc gô
wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba we đi tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã khóa vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại Sư Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ 5 và cũng là sáng thứ 6 ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ được học lại 12 nhân duyên, thuyết 12 nhân duyên của Sư Phụ Pháp Tính. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.